Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình update lại một dự án cho tất cả các bạn là nhận 0.1 token TRB bằng 40 đô đã list sàn Uniswap. Thì hiện tại con này bạn nào chưa làm thì lấy phần link mô tả mình chatbot nha bạn. Và chương trình này góp này nó sẽ phối vào ngày 26 tháng 3 nha bạn. Và nó chương trình chatbot kết thúc vào ngày 18 tháng 3, còn có 6 ngày nữa là chương trình này góp end nha bạn. Bạn nào chưa làm thì làm các bạn. Còn những bạn nào đã chatbot rồi thì mình làm theo mình để được phân phối như thế các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn GB Network các bạn. Pit name, last name thì các bạn ghi họ tên của mình. Như Quỳnh Văn Ánh thì ghi họ Quỳnh Văn Ánh nè. Quỳnh Văn, last name tên Ánh nè. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận password, nhập password và xác nhận password. Rồi bấm sign up. Sau khi bấm nút sign up xong thì các bạn login luôn nha các bạn. Con này nó không có dòng email các bạn ơi. Bạn xin up xong thì bạn bấm login luôn các bạn. Mình đã check kỹ rồi, không có mail email cho tất công gửi email các bạn. Rồi sau khi các bạn làm xong mà login xong thì các bạn KYC các bạn. Sau khi các bạn KYC xong thì balance chỗ này thì nó sẽ hiện tốc cần cho các bạn chỗ này nè các bạn. Thì các bạn có thể ngày 26 tháng 3 các bạn. Ngày 26 tháng 3 có thể rút tiền về cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào click here KYC nè các bạn. Verify nè các bạn. Thì đây submit nó có nói các bạn submit you bắt bo id hoặc bằng lái xe ba thứ các bạn, thì các bạn chọn vào phần đây mình dịch ra các bạn có nói nè các bạn sẽ gửi một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước các bạn, rồi một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt sau và một bức ảnh các bạn có khuôn mặt của tất cả các bạn nha bạn. Sau khi cầm một tờ giấy chứng minh nhân dân cũng được các bạn. Rồi các bạn gỡ lên rồi bấm nó submit là xong nha các bạn. Sau khi các bạn submit xong thì các bạn bấm vào balance của tất cả các bạn thì sẽ thấy được. Bạn bấm vào add với full. Ok, như vậy em cập nhật thông tin cho các bạn KYC đi. Xem nào sau này con này nó sẽ cho các bạn rút tiền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp nha tất cả các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.